Rồi ok mấy anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ coi trận của nhà vua trở lại. Bale quýnh về đa xa mà tại sao là thu tóc mà sao có thể quýnh ăn được hay vậy? Hay là Bale có đồ gì 20 tóc rồi? Ôi mấy ông ơi, mày tôi quýnh chiến khu mà tôi quýnh thua đa xa luôn á mấy ông. Đâu tụi tôi quýnh vinh dự, tôi quýnh vinh dự mà tôi quýnh thua đa xa luôn. Ờ đợt này Tatsumaki không bị ôm, để tát lên đầu. Anh đa xa vẫn đi trước chứ đúng không? À vẫn đi trước, mà sao quýnh được hay vậy ta? Con Tatsumaki để lên đầu không bị ôm à? Không bị ôm ư? Không bị ôm à? Không, mấy ông đừng giỡn hoài. Actu quýnh thua anh, Actu quýnh thua, quýnh vinh dự thua Akdasa luôn á mấy anh em. Tôi quýnh thắng Lucas lại quýnh thắng B-Boy mà thắng Lucas. B-Boy thì quýnh tay thì win. Gặp Bell thì thua, mà Akdasa thì hơn tóc tôi chịu. Không biết tại sao luôn, hơn tóc thua, quýnh tay cũng thua luôn. Con Mugi phủ đầu chúng con đen bóng nè. Vinh thua Siro nhảm. Trời ơi, thằng Vinh với thằng Siro mà mày đi vote hai thằng đó, hai thằng đó khác miệng nhà cái đâu. Thằng Vinh với thằng Siro nó sinh hoạt trong ít cọt của tao. Thì hai thằng đó nó ngồi nó móc nối với nhau rồi, hai thằng đó khác miệng gì đâu em ơi. Trời ơi, tao tưởng đâu mày nói cái kiều nào, cái kiều Vinh với thằng Siro, hai thằng đó nó sinh hoạt trong cái ít cọt của tao. Một thằng thì ngồi chơi cả ngày trong ít cọt, một thằng thì lâu lâu ngồi chat. Hai thằng đó nó móc nối với nhau mà mày đi bot cái kiểu đó. Trời ơi, mày bot cái kiểu đó. Mày bị vô gồng rồi. Đó, phu kia nó tự tạc đó mấy anh em. Tôi nói phu kia nó tự tạc mà. Đó, phu kia nó tự tạc luôn mấy anh em đó. Vừa rồi mới bị luôn á, thằng Huy nó mới đó. Tôi không biết, nhiều lúc nó con phu kia nó tự tạc rồi tôi bó tay với đi mà nó y như là bây giờ nó tích đủ trường lực là nó tự tạc à. Ờ không cần con Tatsumaki đâu. Ví dụ như ông là cái pha đó là con Tatsumaki nó phủ đầu đúng không, nó đặt 6 trường lực, nhưng mà con Tatsumaki bị con Buri bê đi, hay là bị con Phượng gấp, hay là bị một cái thứ gì đó mà nó không hành động được, thì con phu kia nó vẫn tự động nó kích nổ trường lực à. Nó như anh nói hôm bữa đi ngủ cà phê là nó vẫn tự nó kích nổ trường lực chứ không phải là do tâm linh hay là do trường lực, hay như đâu có đủ trường lực là nó tự động nó kích nổ à. Ôi ngày mai mà nó cho sự kiện đổi đá thì mới gọi là mới soi dịu lòng dân được mấy anh em ơi. Chứ còn không có sự kiện đổi đá không soi dịu đâu, mà lại có cái đầu vui về cái sự kiện đổi đá nha. Không bán ạc luôn, chịu thôi, bán giờ chịu thôi mấy anh em ơi. Bây giờ bán ạc ông nào mà dám gơ mặt vô cũng căng thiệt. Nói chung là game như là game này rồi, tôi sau này tôi sẽ kể lại được một quá trình lịch sử không. Tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết. Tôi sẽ làm một video lịch sử One Punch Man và quá trình hình thành và phát triển One Punch Man. Tác giả Hihan. Nội dung và ý tưởng đồng sáng lập. Anh em viewer nhà phát hành Vinagame. Dựa trên những câu chuyện có thật, bề dày lịch sử kéo dài từ ngày 21 tháng 8 đến ngày đến ngày nào không biết. Hên như trời. Má con Buri không ôm chúng con Tatsumaki. Mẹ chứ con Buri mình ôm chúng con Tatsumaki chắc đủ nợ luôn á thiệt. Mẹ con Buri mình ôm chúng con Tatsumaki là đủ nợ luôn rồi. May không ôm chúng con Tatsumaki. Ở từ nha, cái này là tôi dự đoán kịch bản nha. Nè, cái này là chút nữa là bên Bill thắng là do bên Andasa không còn năng lượng. Con Buri bị con Sonic này bị con BD chơi không còn năng lượng. Không, chắc 10 chương chưa hết không? Tôi phải viết gọi là luân hồi ký. Đúng không ta? Viết tiểu thuyết thì nó gọi là luân hồi đúng không? Nhớ lại đúng không? Luân hồi ký.
lịch sử hình thành và phát triển con game One Punch Man từ trong ghét phiên bản Việt Nam. Không mấy anh em ơi, ai bán cho tôi cũng bình thường, quan trọng bán là ai mua, có người dám mua hay không mới là vấn đề, đúng rồi. Nốt thăng trầm của Silver Việt, kỷ nguyên của UR, sự bùng nổ của Silver Việt trước thời đại UR, mày nơi mà các server khác đều xảy ra một cách bình thường, không có sóng gió. Khi xuất hiện server Việt Nam mày trước thời đại UR rồi là trước công nguyên, sự gọi là sự chuyển biến của server Việt Nam, cái sự xuất hiện của Tatsumaki nhưng mà không có đổ đá, sự biến mất của Đen Bóng ẩn số. Vì sao Đen Bóng lại không xuất hiện tại server Việt Nam? Việc em vào nhóm Zalo với anh. Ok. Ủa có người Việt rồi mẹ, có người Việt rồi. Cũng đỉ nào, cũng đỉ nào, ngồi mê cô lai còn 20 lượt chiến đấu, quyết đấu vinh dự không chịu đánh. Giờ còn ai bán ạc siêu xì á. Giờ siêu xì mua giờ cày mệt lắm mấy em, thà mua thẳng siêu chung chơi luôn cho hấp dẫn. À đó, không năng lượng nè. Thấy không? Không năng lượng nè mấy anh em. Bài tốn năng lượng. Debat ACI cùng 40 lượt anh ơi. Trời ơi. Debat ACI cùng 40 lượt. Trời ơi, anh Xu về anh khóc thôi. Trời ơi, anh Xu về anh biết anh khóc thôi. Trời ơi, cùng 40 lượt luôn, anh khóc thôi. Không mà phải debat ACI không hay là ACI? Nếu như mà debat ACI ACI mà 40 lượt thì thôi, chắc anh về anh khóc thôi, Xu anh khóc thôi. 40 lượt rồi coi như mất mẹ gắn 7 rồi. Ôi giờ chơi siêu vào lậu nữa em, chơi siêu vào chơi vào test mấy anh em bị mất đi cảm giác chơi game á. Thôi mình đừng dùng siêu vào lậu nữa, mày nghe từ lậu nghe nó bệnh hoạn mấy anh em, tại vì sao mấy anh em không dùng từ siêu vào test đi. Mấy anh em nói server lậu nhìn nó nghe nó buồn, người ta cũng là server, người ta tạo ra, mấy anh em nói là server test đi, mấy anh em dùng từ lậu nghe nó bệnh hoạn quá mấy anh em. Thiệt. Ôi mẹ con Tatsumaki của Bell không bị ôm lần nào luôn kìa, vãi cứt thiệt, mẹ quýnh 4 lượt luôn, con Buri chết con Tatsumaki không bị lượt nào. Hay vậy? Miễn dịch với BD à. Con Tatsumaki miễn dịch với BD à, ghê vậy. Mày hay vậy, mày quýnh 4 lượt mà con Buri không ôm được con Tatsumaki lần nào luôn. Xong con Sunit bị con Sunit bên đây là con Buri ôm vô con Sunit đúng một lượt, bên anh Dasaya không còn năng lượng luôn. Bài tốn năng lượng đó mấy anh em. Đó mấy anh em kêu dư năng lượng đâu á, dư đâu mà dư, bữa điện nghĩa nó kêu đó dư năng lượng của nó. Tặng em hit được đó, đúng rồi, anh Su lên rồi, đây rồi, anh Su lên rồi. Tặng em hit drama Boros vun đánh đặt ACI thôi. Đặt debat ACI không lượt anh ơi. À, không quýnh đặt nó chứ chơi sao ạ, anh Su mà quên đánh được. Tôi tưởng nó ạ anh Su mà không ạ anh Su mà quên đánh thôi, chắc anh Su ở bên xin mẹ khóc, khóc cái dòng sông gì bên xin mẹ khóc trước cái con sư tử phun nước. Rồi chắc nó khóc trước con sư tử phun nước rồi, Su ở bên đó Su khóc trước con sư tử phun nước, khóc tình sông luôn á. Cuộc sống còn nhiều sóng gió lắm anh em, như đây là nốt chậm thôi, cuộc sống tôi quá đủ mệt rồi mấy ông à. Thiệt. Đáng sau con sủa con chậm
Không, tiếng sau con điên bóng mới gọi là con tiếng sau mà con tiếng sau mà. Không, bây giờ mấy anh em cần gì chờ tới tiếng sau, mấy anh em chờ tới cuối tháng nó ra cái vòng quay mới hấp dẫn mấy anh em ơi. Tháng sau nó ra cái vòng quay mới hấp dẫn mấy anh em ơi. Định ngủ mà ngủ không được luôn anh ơi. Không sao, ngủ đi mấy anh em ơi, mai thứ hai ngủ đi làm đi, đừng có thức. Mai thứ hai ngủ đi làm đi học đi. Không, không thức tới sáng mấy anh em ơi, ngồi coi trận của Đa Sa, coi biểu lại Đa Sa. Rồi xong rồi coi bãi lũa rồi xong rồi ốp thôi. Đau lộn xong rồi qua siêu vào chung coi một hai trận bên siêu vào chung thôi rồi ốp. Trời má, tôi nói thiệt sủi mà nó vô vòng quay á thì mấy thằng nông dân với lại mấy thằng cày chay hoặc là mấy thằng nạp ít á là nó vô nó kêu anh Han ơi, anh Han ở lại. Anh Han ơi, anh Han ở lại, anh Han ở lại, anh Han nhường cho em để em đi trước cho. Anh Han ơi, anh Han ở lại. Để em đi trước. Nó kêu anh Han ơi, để em đi trước cho. Anh Han ơi, để em đi trước, anh đừng có đi trước, để em đi trước cho. Anh Han ơi, đỡ lại. Anh Han ơi, đứng lại, để em đi trước. Anh Han đừng cản em, để em đi trước. Ôi, thức chết rồi mấy anh em, mấy bữa giờ còn thức không? Nằm tí đỡ đau lưng không? Có cô si chứ, qua cô nobody chứ mấy anh em, có chứ. Coi vô coi trận nobody thôi, hôm nay ạc xin tu vô được tới chung kết đó nha. Hôm nay ạc xin tu vô được tới chung kết đó, cái ạc mà tôi hay quay con bơm với lại con ấy á. Vô được tới chung kết đó mấy anh em, giỡn hoài. Mới đi bán thần lấy tiền quay quách trận 2 rồi, anh Su ơi. Chờ anh Su về cứu vớt cuộc đời tôi mà lâu quá. Tuần sau làm lại, ừ tuần sau chắc chắn làm rồi đó. Mai là có clip, mai là chắc mở link đăng ký luôn. Mai hoặc mốt mở link đăng ký clip lưu trữ luôn. Để làm xong cái link đang làm rồi mấy anh em, đang làm rồi. Cái link làm xong rồi mà chưa đăng lên thôi. Tại đăng lên thì hướng dẫn mấy anh em đăng ký thì sao rồi làm. Làm một ngày hai video, đăng tới chết luôn. Chuẩn bị có video clip BB Coborot BK thu cơm mực. Anh dự đoán Borot trong bách tháng mấy hả? Borot trong bách vô vòng quay tháng nào cũng có. Sự kiện đua top siêu mới nhận con Borot. Tinh thông phi ở up 3 hoặc 3 con anh hùng lên cấp 2 bậc 2 rồi, giờ bỏ con nào bậc anh hùng, bỏ con anh hùng bậc A được không anh? Được, quan trọng là cái U nó cho để được hay không. Cái U đó kêu anh hùng từ SR trở lên thì để được. Không, tôi nói đơn giản lắm mấy ông, mà server này để mà sập á thì tôi nói như hồi nãy rồi. Cái này tôi nói